anh chuẩn bị trải nghiệm các cung đường xa hình của Toyota thì anh có thể cho mình cảm giác của hai chị trong anh như thế nào không ạ? Là một khách hàng của Toyota, cảm giác của hai chị rất là cảm thấy phấn khích và muốn học hỏi những cái cung đường này để sau này mình có ra đường, mình gặp những cái cung đường như vậy mình có kinh nghiệm và mình lái xe an toàn trên cái giao thông của Việt Nam mình. Đến với đây mình mới học hỏi và muốn là cái người ủng hộ cho Toyota. Hai chị em là rất là phấn khích từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay, rất là mong muốn để chạy được những cái cung đường mà đúng là thực tế ngoài rất là khó chị em có thể gặp phải, và cũng muốn là được học hỏi để nếu mà ra ngoài mình gặp được tình huống vậy mình biết cách xử lý. Cảm ơn Toyota rất nhiều. Cảm ơn đã gặp, đã làm chương trình rất là thú vị. Đúng không ạ, mình đã xài Toyota khoảng 12 năm. Đầu tiên là 2008 là đã bắt đầu mua 2 chiếc Toyota. Sau khi mà Toyota hết đời, mình đã mua 2021 khi dịch Covid. Bây giờ nhà mình đang xài 2 chiếc Toyota. Em chào anh Thừa, nãy thì mình vừa trải nghiệm qua cái xe Offroad thì cái cảm nhận của anh như thế nào anh? Nói chung là con đường trường của đất tạo ra môi trường này là rất tạo tay lái vững vàng cho những khách hàng. Nói chung bên trường Sơn Trà Lấp tổ chức quy mô rất hoành tráng và nhân viên tiếp đón khách hàng rất tận tình và chu đáo. Nếu như có cơ hội tham gia nữa thì không biết là anh có lựa chọn Toyota để tham gia cái chương trình Offroad tiếp theo không anh? Có, tại anh dùng Toyota Land Cruiser 20 năm rồi. Dạ rồi, em xin thành cảm ơn anh rất nhiều ạ. Cảm ơn Toyota đã tổ chức một buổi trải nghiệm rất là thú vị. Cảm ơn chị rất nhiều ạ.